Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 437 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 437 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thế gian đều biết, thủ tịch thiên kiêu tài nghệ vô song, thiên hạ vô địch, sợ rằng chẳng có ai có thể sánh bằng hắn. Nhưng hôm nay, hắn đã thực sự đánh mất danh hiệu thiên kiêu đáng tự hào ấy, còn thua một cách không kháng cự nổi. Thủ tịch thiên kiêu cảm thấy bản thân sắp ngã quỵ. Hắn không phải là bất bại. Trước khi thành danh, hắn đã từng thách thức cao thủ bốn phương, thắng thua không phải là thứ hắn bận tâm. Sau tất cả, dù có thua, nhưng với tài năng phi thường của mình, hắn nhất định sẽ giành lại được thắng lợi trong tương lai. Đây là sức mạnh của thiên kiêu, cũng là niềm kiêu hãnh của một bậc thiên kiêu. Chỉ cần hắn còn tu luyện, tài năng gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần người thường, nhất định sẽ vượt qua những cái gọi là anh hùng kia. Nhưng bây giờ đây, thực sự có một người tài năng hơn hắn, có thiên phú hơn hắn. Đây có lẽ là điều hắn thấy tuyệt vọng nhất, bởi vì tài năng của con người là thứ không thể thay đổi được. Hắn không thể giết chết thiên kiêu kia bằng tài năng thiên bẩm của mình. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ có thể đánh bại người này. Thiên phú của đối phương hơn hắn, hiện tại cũng không sánh được. Tương lai khoảng cách giữa hai người chỉ càng ngày càng lớn, thậm chí đến mức quá tầm, không thể chạm tới. Thủ tịch thiên kiêu không còn là bất khả chiến bại hay vô song nữa. Hắn sẽ luôn luôn là kẻ thua cuộc. Không, không thể. Sắc mặt của thủ tịch thiên kiêu tái nhợt, không còn chút máu. Hắn lẩm bẩm, toàn bộ tinh thần lực không còn chống đỡ nổi nữa. Hắn thà rằng đánh mất chính mình, thà rằng bị Phan Lâm dạy cho một bài học, còn hơn không thể tin được chính mình không tài giỏi bằng Phan Lâm. Hiện tại, hắn sống không bằng chết. Không, giả, nhất định là giả. Lâm Thần Y, thiên phú của ta là mạnh nhất, ta là thiên kiêu mạnh nhất thế giới, ta là duy nhất trên thế giới này. Không ai có thể so tài với ta hết. Những gì ngươi nói là sai sự thật. Thủ tịch thiên kiêu lắc đầu không ngừng gầm rú, dường như đã phát điên lên. Không còn quan trọng nữa, Phan Lâm nói. Thủ tịch thiên kiêu hít sâu một hơi rồi đột ngột quay đầu lại. Trong mắt hắn, hỏa quang ngũ sắc lập lòe và rồi một năng lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng phát. Thủ tịch thiên kiêu mất cảnh giác, bị đánh tại chỗ, bị hất thẳng vào hố đen phía dưới. Thủ tịch thiên kiêu trực tiếp rơi vào đáy hố, chấn động mặt đất. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy, Phan Lâm đã biến một cỗ lực lượng đại bao phủ toàn bộ lỗ hổng. Sau đó, những cỗ lực lượng này hóa thành một thanh trường kiếm chém đầu của thủ tịch thiên kiêu. Phan Lâm muốn giết chết hắn. Thủ tịch thiên kiêu tái mặt sợ hãi, đột nhiên hắn tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến điều này. Phan Lâm lúc này dùng toàn lực định giết chết thủ tịch thiên kiêu. Nhưng thủ tịch thiên kiêu bị điểm này ám ảnh thì chỉ có trầm luân không ra. Liệu có cơ hội để chiến thắng hay không đây? Thủ tịch thiên kiêu nghiến răng, ánh mắt lóe lên hạ quyết tâm. Lên, nhất định phải tiến lên. Nếu tìm được cách thoát khỏi Lâm Thần Y, hắn vẫn là người tài giỏi nhất. Người có tài chết rồi, không ai thèm đoái hoài. Nghĩ đến đây, thủ tịch thiên kiêu giật nảy mình định bỏ chạy. Hắn tin tưởng, cho dù không phải là đối thủ của Phan Lâm, nhưng nếu như muốn chạy, Phan Lâm nhất định sẽ không giữ được hắn. Nhưng ngay lúc thủ tịch thiên kiêu động đậy, khuôn mặt liền đông cứng lại. Nhìn lỗ thủng cực lớn được bao phủ bởi một lớp hoa quang bí ẩn. Hoa quang mọc như cánh ve, bịt kín các lỗ hổng như một lớp mạc trắng. Kết giới dày đặc, hắn giống như là con rùa trong vại, không có cách nào để thoát được. Khốn kiếp! Thủ tịch thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi nhảy lên, cố gắng phá gọc kìm, nhưng giây tiếp theo, Văn Lâm đã giết hắn, trực tiếp chém một nhát.
Năng lượng nghìn tấn chạm xuống, trực tiếp phá tan năng lượng của Thủ tịch Thiên Kiêu, đập mạnh vào người hắn. Cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu chịu được đau đớn gầm lên, điên cuồng ngưng tụ năng lượng, cố gắng đẩy lùi công kích của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm quát lớn một tiếng, phân tán. Khí kình của Thủ tịch Thiên Kiêu vừa mới ngưng tụ liền bị phá tan. Cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu ngẩn ra, lại vội vàng tích hợp lại năng lượng. Nhưng vừa lên đến đỉnh điểm, Phan Lâm lại hét lên, tản ra. Tất cả khí kình lại biến mất. Cái này là chiêu thức gì vậy? Tại sao lại tiêu tán năng lượng của ta chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu gầm gừ. Phan Lâm mặt không chút cảm xúc nói, đây là ma pháp hiển triệt. Thủ tịch Thiên Kiêu không tin rằng phía dưới Thánh Sơn sẽ trở thành nơi chứng kiến cái chết của mình. Nhìn Phan Lâm sắp giết người, vẻ mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu vô cùng lạnh lùng và giận dữ. Mặc dù trong tình cảnh tuyệt vọng, nhưng lòng kiêu hãnh và tự tôn bên trong không cho phép hắn nhượng bộ. Lâm Thần Y, cho dù ta có chết, cũng phải kéo người theo. Nhìn thấy không còn hy vọng trốn thoát, Thủ tịch Thiên Kiêu trở nên điên cuồng, khí kình giống như một con rồng lang thang cuộn lên cuồng bạo. Thập phương xuân diệt! Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, bóng ma tấn công như rồng bay, luyện như cầu vồng. Mỗi một bóng ma tung ra một chiêu thức khác nhau, lao ra chém Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh, ngón tay xoẹt qua. Biển lửa! Một vòng dị hòa nổ ra xung quanh hắn, bao phủ xung quanh. Vòng dị hòa được cấu tạo từ sức mạnh thăng thiên thuần khiết và linh khí của đất trời. Chỉ riêng hợp lượng lại đã mạnh hơn Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu kể về sức mạnh. Những bóng ma bị vòng dị hòa nhấn chìm và thiêu rụi, những vòng dị hòa còn lại tiếp tục lấp đầy cái hố, rơi xuống biến thành một biển lửa. Thủ tịch Thiên Kiêu bị dị hòa đốt cháy, nhưng thay vì vội vàng dập lửa bảo vệ chính mình, hắn lại nhìn chằm chằm vào dị hòa đó, ngưng trọng. Sức mạnh của dị hòa cấp độ này, hắn không còn có thể cảm nhận được nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu dập tắt ngọn lửa trên người, nhìn về hướng Phan Lâm. Cái dáng vẻ nhanh nhẹn và nặng nề đó đã đến với hắn ta. Hai người cuộn tay liên tiếp. Trường đầu tiên, Thủ tịch Thiên Kiêu toàn thân run lên, lại ngã xuống không đứng dậy nổi. Trường thứ hai, hố sâu oanh tạc, mặt đất sụp đổ, như thể lớp vỏ của toàn bộ khu vực thay đổi. Thủ tịch Thiên Kiêu tách hai tay ra, miệng đầy máu tươi. Sau khi sức mạnh của trường thứ ba bùng phát, ngay cả Phan Lâm cũng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đã đến cực hạn. Thủ tịch Thiên Kiêu hoàn toàn không thể ngăn cản. Hai tay của hắn trực tiếp bị Phan Lâm đánh nát, cả người hãm sâu mấy ngàn thước dưới lòng đất. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Đây là cách thức nghiền nát thiên phú thuật duy nhất. Thời gian là cơ hội tu luyện của Thủ tịch Thiên Kiêu quả thực hơn Phan Lâm. Nhưng cơ hội của hắn qua nhiều năm đều chuyển thành trái sau khi Phan Lâm xuất hiện. Lại dùng chính trái của hắn cảm thụ được sức mạnh ẩn sâu. Hắn biết mình đã thất bại triệt để. Thủ tịch Thiên Kiêu nhắm mắt lại. Tâm hắn hiện lên vô hạn oán hận, không cam lòng, vô cùng căm ghét nữ nhân áo đỏ và những người khác. Nếu như ngăn cản Phan Lâm tiến vào Thăng Thiên Điện, để cho hắn hoàn toàn hấp thu thành công toàn bộ năng lượng của Điện Thăng Thiên trở thành tiên nhân, thì hắn ta nhất định sẽ là bá chủ của thế giới này, có thể tiến vào Giang Thành giết Lâm Thần Y. Lâm Thần Y chết, hắn vẫn là thiên hạ vô địch trước kia. Tuy nhiên tất cả những điều này đều vô ích, bởi vì Lâm Thần Y đã lặng lẽ lẻn vào Điện Thăng Thiên và âm thầm chia sẻ năng lượng này với hắn. Hắn không cam tâm, không cam tâm. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên thê lương, ánh mắt phát hỏa, nhìn Phan Lâm đang ngày càng tới gần. Mặt của Phan Lâm đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn Thủ tịch Thiên Kiêu không chút khách sáo. Hôm nay nhất định phải diệt trừ người này. Đối với loại người này, chắc chắn phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không sẽ là một rắc rối lớn. Dù không muốn cũng vô dụng, Long Thiên Tử, xuống địa ngục đi. Phan Lâm trầm giọng nói, hoa quang trong tay hóa thành năng lượng hủy diệt, tựa như nước sông Hoàng Hà lao thẳng tới, lấp đầy không gian nơi Thủ tịch Thiên Kiêu đang đứng, khiến hắn không cách nào tránh né. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, không còn tiếp tục phòng ngự, không tránh, không né, mà hướng thẳng về phía Phan Lâm, tấn công trực diện. Thấy vậy, sắc mặt của Phan Lâm ngưng trọng,
Còn chưa kịp phản ứng đã thấy thủ tịch Thiên Kiêu phát ra một cỗ khí kình so với Hỏa Quả Ngũ Sắc của Phan Lâm còn có phần chói sáng hơn. Đó là hủy diệt chi quang. Tự bạo sao? Phan Lâm sững sờ. Lâm thần y, người phải chết chung cùng với ta. Thủ tịch Thiên Kiêu giống lên. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, thay vì tiến lên, hắn lại lui về phía sau. Tuy rằng trình độ phi thăng của thủ tịch Thiên Kiêu kém xa Phan Lâm, nhưng nếu như hắn tự bạo, thì năng lượng hủy diệt chi quang nơi hắn cũng sẽ khiến cho Phan Lâm không thể chịu nổi. Hiện tại không phải là lúc để hành động theo cảm xúc. Phan Lâm vừa lui lại phía sau, vừa đưa tay ra huy động khí kình hướng lên phía trước, tạo kết giới oanh kích. Về phần thủ tịch Thiên Kiêu, lúc này hắn ta dường như đã mất đi lý trí, điên cuồng lao về phía Phan Lâm, ý đồ muốn Phan Lâm phải chôn cùng. Cùng với việc thủ tịch Thiên Kiêu càng ngày càng tới gần, hủy diệt chi quang trên cơ thể hắn cũng càng ngày càng nồng đậm. Phan Lâm trực tiếp thả người nhảy lên, xông ra khỏi miệng hố. Chỉ một giây sau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, truyền khắp phương viên vạn dặm. Toàn bộ mặt đất nơi Thánh Sơn đều nứt toác, ánh sáng của hủy diệt chi quang tỏa sáng phóng lên tận trời xanh, lẫn vào mây xanh. Thủ tịch Thiên Kiêu tự bạo đã gây ra phản ứng dây chuyền trong phạm vi ngàn dặm. Mặt đất rung chuyển, bề mặt không ngừng lắc lư, thậm chí có một số nơi đã biến dạng. Đại địa vỡ nát, sụp lún, những chiến sĩ đứng bên trên đều vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng này. Phòng ngự, lập tức xây dựng tuyến phòng ngự. Vạn Kính Long vội vàng hét lên. Tất cả các chiến sĩ lập tức kích hoạt các trang thiết bị phòng thủ trên người, sau đó di chuyển về phía Vạn Kính Long, xây dựng một trận pháp phòng thủ. Mà lúc này, những võ giả đến xem trận chiến khốc liệt giữa hai tiên nhân lại nhốn nháo chạy trốn như ruồi không đầu ở phía đằng xa. Sức mạnh tự bạo của thủ tịch Thiên Kiêu gây ra chẳng khác nào ngày tận thế. Năng lượng này không phải là thứ mà những võ giả bình thường có thể tránh né, nên họ chỉ có thể chạy trốn trong tuyệt vọng, mong muốn có thể thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên lúc này, ở phía chân trời lại có một đạo hà vân đang đột nhiên xuất hiện, sau đó bay thẳng về phía hố đen, ép hủy diệt chi quang xuống đáy hố. Mà sau khi hà vân ép xuống, hủy diệt chi quang đang bùng phát cũng dần dần suy yếu. Phan Lâm lập tức thôi động khí kình, tạo nên một kết giới phòng ngự, sau đó nhướng mày, kỳ quái nhìn hà vân nơi hố đen. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền thôi động thiên địa linh vận, tạo nên một kết giới phòng ngự rồi nhảy xuống hố đen tìm kiếm bóng dáng của thủ tịch Thiên Kiêu. Lúc này bên dưới hố đen đã trở nên một màng vô cùng lộn xộn, khu vực xung quanh đã được mở rộng vô số lần bởi hủy diệt chi quang. Phan Lâm lần theo ánh hà vân vừa rơi xuống hố đen nhưng lại chỉ phát hiện được một thi thể tan nát nằm ở nơi đó. Cái xác đã hoàn toàn khô héo, không còn sức sống. Là thủ tịch Thiên Kiêu sao? Phải chăng đây chính là hậu quả của việc giải phóng toàn bộ năng lượng trong cơ thể? Cái gọi là tự bạo chính là giải phóng toàn bộ năng lượng trong cơ thể để phá hủy mọi thứ xung quanh không kiểm soát. Nhìn bộ dạng của thủ tịch Thiên Kiêu lúc này, Văn Lâm lặng lẽ thở dài một hơi. Một đời Thiên Kiêu, thủ tịch Thiên Kiêu, người đứng đầu Thiên Kiêu bảng, kẻ tồn tại vô song, khiến cho người người sợ hãi. Hôm nay lại có kết cục như vậy. Điều này ai có thể tưởng tượng được chứ? Bản thân Phan Lâm cũng không ngờ được rằng sẽ có kết quả như thế. Trên thực tế, hắn vốn muốn đánh lén thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng sau khi tiến vào trong điện Thăng Thiên, hắn lập tức chuyển hướng, hấp thu uy lực phi thăng của điện Thăng Thiên. Thực tế, hắn lừa gạt thủ tịch Thiên Kiêu vì hắn căn bản không đạt tới cảnh giới tiên nhân. Hiện giờ Phan Lâm, hắn còn cách lục địa thần tiên một bước nữa. Dù chỉ là một bước, nhưng khoảng cách này lại vô cùng lớn, có lẽ cả đời này cũng không thể đột phá được thành công. Sở dĩ hắn lừa được thủ tịch Thiên Kiêu rằng hắn đã trở thành tiên nhân, đã bước chân vào lục địa thần tiên, chẳng qua là muốn khiến cho tâm trí của thủ tịch Thiên Kiêu bất ổn, khiến hắn mất cảnh giác, vỡ niềm tin, phá vỡ phòng thủ của hắn ta. Thủ tịch Thiên Kiêu là một người có lòng tự tôn mạnh mẽ. Hắn không cho phép người khác hơn mình, một khi có người như vậy xuất hiện, nhất định hắn ta phải giết chết kẻ đó. Cũng chính vì nhìn thấy điểm này của thủ tịch Thiên Kiêu, cho nên Phan Lâm mới tỏ ra ưu việt, cuồng ngạo không ai bì nổi như vậy.
coi khinh hắn như vậy. Kỳ thật, nếu như thủ tịch Thiên Kiêu có thể duy trì lý trí cùng với Văn Lâm tranh tài một trận, thì với thiên phú của Văn Lâm, cho dù có mạnh hơn nữa thì so với mấy năm tu luyện của thủ tịch Thiên Kiêu, không có nghĩa có thể vượt qua. Cho dù Văn Lâm đã hấp thu trọn vẹn năng lượng phi thăng, muốn vượt qua hắn ta cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, thủ tịch Thiên Kiêu không nhìn rõ điều này. Hắn thua Văn Lâm không phải bởi vì thiên phú, mà thua bởi chính lòng tự tôn, bởi nội tâm của mình. Bất kể như thế nào thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Văn Lâm hít một hơi thật sâu, đợt này đánh nát thi thể kia, sau đó xoay người bước ra khỏi nơi hư không này. Nhìn thấy chiến sự ở Thánh Sơn đã dừng lại, mọi người lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi sao? Hẳn là đã kết thúc rồi. Vừa rồi quả thực như là ngày tận thế, thật đáng sợ. Đúng vậy, chỉ là không biết đến cùng thì Lâm Soái thắng hay là thủ tịch Thiên Kiêu đã thắng. Mọi người nhìn chằm chằm vào nơi hố đen kia, toàn bộ Thánh Sơn đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt chỉ còn lại một cái hố to. Bên cạnh cái hố này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mỗi một vết nứt đều to như hẻm núi, khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Thế nào rồi? Vạn Kính Long được phó tướng bên cạnh đỡ dậy, vội vàng lấy lại tinh thần liền hỏi. Vạn Soái, xem ra trận chiến đã kết thúc. Phó tướng bên cạnh vội vàng đáp. Kết thúc rồi sao? Vạn Kính Long sau một hồi sừng sốt thì lập tức hét lớn. Mau, mọi người mau theo tôi đi giúp Lâm Soái. Phó tướng chỉ sững sờ trong giây lát, sau đó liền lập tức hiểu ý của Vạn Kình Long. Không cần biết Văn Lâm có thắng hay không, việc chúng ta phải làm lúc này chính là phối hợp. Thắng thì tốt, nếu không thắng thì chúng ta phải đảm bảo an toàn cho Văn Lâm, không được để hắn chết đi. Viên phó tướng hiểu ra, lập tức cùng với chiến sĩ tinh nhuệ nhất chạy về phía hố đen. Mọi người lần lượt tiến về miệng hố khổng lồ, không ai dám chần chừ nửa bước. Tuy nhiên, khi đám đông lao đến mép hố, những gì họ nhìn thấy trước mặt lại là một bóng dáng cô độc. Không ai khác, chính là Văn Lâm. Lâm Soái, Vạn Kính Long nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi tên Văn Lâm. Tốt, tốt lắm, Lâm Soái không sao, Lâm Soái nhất định thắng rồi, hắn nhất định đã chiến thắng. Lâm Soái thật lợi hại, Lâm Soái thắng rồi, chúng ta chiến thắng rồi, Lâm Soái vạn tuế, vạn tuế. Nhóm chiến sĩ phấn khích hét lên, ai nấy đều rơm rớm nước mắt, xúc động khôn nguôi. Vạn Kính Long tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh Văn Lâm, mở miệng muốn nói gì đó, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt ra được một câu. Lâm Soái, làm tốt lắm. Vạn Soái, ngài không sao chứ? Văn Lâm cười khổ nhẹ hỏi. Không hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Thủ tịch Thiên Kiêu bị mình giết chết sao? Quá dễ dàng. Điều này có quá trơn tru không? Chuyện gì quá dễ dàng như vậy chứ? Chúng tôi thì có thể làm sao đây? Là ngài, Lâm Soái, ngài rất xuất sắc. Nếu không có ngài, hôm nay Thánh Sơn đã làm bồ chôn của tất cả chúng tôi rồi. Vạn Kính Long nói với vẻ xúc động, trong mắt lại nhộn nhạo bi thương. Dù họ đã thắng, nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng này cũng vô cùng thê thảm, đau đớn. Quân đoàn Long Tổ gần như đã bị quét sạch. Ngay cả Trần Chiến cũng đã bị giết chết. Cái giá lớn như vậy trước đây chưa từng xuất hiện. Cho dù có giành chiến thắng thì nói cho cùng vẫn là một chiến thắng vô cùng thê thảm. Vạn Soái, lần này nếu như không có nhiều chiến sĩ yểm trợ cho tôi như vậy, không có người kéo dài thời gian, thì tôi cũng sẽ không thể đánh bại thủ tịch Thiên Kiêu đâu. Nếu nói tới công lao, tôi thực sự không xứng đáng. Quan trọng nhất vẫn là những người đã hy sinh. Phan Lâm thở dài. Lâm Soái khách sáo quá. Vạn Kính Long cười với vẻ mặt ảm đạm. Vạn Soái, những chiến sĩ thương vong đều đã đưa đến học viện phái Nam Y rồi chứ? Văn Lâm thấp giọng hỏi. Tất cả đều đã được đưa đi rồi. Tôi nghĩ đội tiên phong đã đến học viện phái Nam Y rồi cũng nên. Tốt, tôi sẽ lập tức quay về học viện phái Nam Y, bàn bạc lại với đội ngũ y tế xem có thể cứu được bao nhiêu người. Văn Lâm nói. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Với y thuật của Lâm Soái, bọn họ nhất định có cơ hội sống sót. Vạn Kính Long vui mừng nói. Nhiều chiến sĩ xung quanh nghe thấy vậy, nhiều người lập tức bật khóc, kích động kêu lên. Lâm Soái, ngài nhất định phải cứu huynh đệ của chúng tôi. Lâm Soái, trăm sự nhờ ngài. Vài chiến sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất,
hướng về phía Văn Lâm hành đại lễ. Nằm nhì dưới đầu gối là vàng, nhưng nếu như có thể cứu sống thân bằng cố hữu, thì số vàng này ai sẽ quan tâm chứ? Văn Lâm cũng là một trong những đại soái đứng đầu đất nước. Với tư cách là đại soái, hắn thực ra cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài lần đầu ra trận tại đất nước Hoa Anh Đào kia. Một trận chiến đã khiến cho cả thế giới chú ý. Ngoài ra, không có thành tựu nào khác. Nếu chỉ dựa vào điều này, thật sự rất khó để có được sự tôn trọng của tất cả chiến sĩ. Nhưng vào lúc này đây, cả Nam Cảnh Quân và Lục Dã Quân đều quỳ gối dập đầu hành lễ trước Văn Lâm. Không bởi lý do nào khác ngoài việc Văn Lâm có thể cứu sống huynh đệ của bọn họ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, thì tia hy vọng này cũng không thể sử dụng công lao mà bù đắp. Ai mà không muốn sống chứ? Ai mà không muốn những người xung quanh mình được sống tốt đây? Và Phan Lâm chính là người đã cho họ niềm hy vọng. Chính vì điều đó mà họ dám dũng cảm tiến về phía trước, không sợ chết. Vì họ biết rằng sẽ có người cứu họ. Mau đứng lên đi, huynh đệ. Phan Lâm vội vàng đỡ nhóm chiến sĩ đứng dậy, xúc động nhìn đôi mắt đỏ hoe của những người binh lính kia. Hắn hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Các huynh đệ, đừng lo lắng, người Lâm mỗ sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Tôi hứa với mọi người. Cả bơn Lâm xoáy, đám đông phấn khích cao giọng. Vạn Kính Long nhìn quanh nở một nụ cười gượng gạo. Hắn biết từ hôm nay trở đi, cho dù là Nam Cảnh Quân hay Lục Dã Quân thì cũng không chỉ có một người có tiếng nói nữa. Vạn xoáy, Lâm xoáy, chúng tôi bắt được người này khi đang thu dọn chiến trường. Người này hình như cũng là cao tầng của Thánh Sơn. Mời hai vị đại soái cho chỉ thị. Lúc này, một chiến sĩ vội vàng chạy tới báo cáo với Phan Lâm và Vạn Kình Long. Ai vậy? Vạn Kình Long vội vàng hỏi. Chỉ thấy người đàn ông vẫy tay. Hai chiến sĩ phía sau kéo một người mặc áo bào đỏ đi vào. Phan Lâm nhìn thoáng qua, liền nhận ra người kia không phải là ai khác mà chính là Vũ Thành Bị. Là ngươi sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Người phụ nữ này không phải là người bên cạnh Thủ tịch Thiên Kiêu sao? Vạn Kình Long cũng nhận ra Vũ Thành Bị. Thấy Vũ Thành Bị lúc này đã hấp hối, chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng. Phan Lâm nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra một cây kim bạc, đâm về phía Vũ Thành Bị. Trong khoảnh khắc, Vũ Thành Bị đột nhiên run lên, sau đó hít một hơi thật sâu, cả người phảng phất, hơi thở chậm lại. Lâm Thần Y. Vũ Thành Bị nhướng mi, liếc mắt nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Phan Lâm cau mày nhìn Vũ Thành Bị, suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi. Không phải ngươi nên kinh ngạc, nên sợ hãi sao? Tại sao lại có biểu tình này chứ? Vậy ngươi nói xem, ta nên biểu hiện như thế nào đây? Mà thôi, cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao thì thắng làm vua, thua làm giặc. Chủ thượng đã không phải là đối thủ của ngươi. Đây là sự thật. Tại sao ta lại không đối mặt với thực tế chứ? Cô ta khàn giọng đáp. Phan Lâm gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nói. Vũ Thành Mị, nếu đã như vậy thì ngươi cũng nên nhận ra thân phận tiếp theo của mình đi. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi đâu. Công pháp của đất nước này sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, một số hình phạt thỏa đáng. Ngươi sẽ sống, vẫn sẽ được sống khỏe mạnh, chỉ là phải sống ở nơi tăm tối không có ánh mặt trời thôi. Tối tăm không có ánh mặt trời sao? Vũ Thành Bị thở gấp, vội vàng hét lên. Lâm Thần Y, ngươi phải trả lại tự do cho ta. Ta không muốn cả đời này phải sống trong ngục giam tăm tối. Ngươi phải thả ta ra, buông ra, để ta rời đi. Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có ý nghĩ hão huyền như vậy chứ? Ngươi nghĩ có khả năng sao? Ngươi đã giết bao nhiêu chiến sĩ rồi? Ngươi đã làm bao nhiêu việc ác rồi chứ? Nói thật, phán ngươi án chung thân đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất cho ngươi rồi. Nếu không, chờ ngươi chỉ có con đường chết thôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Không, ta không thể chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Dẫn đi đi. Phan Lâm xua tay, cũng lười nghe Vũ Thành Mỹ tiếp tục nói nhảm nữa. Vì bên kia bắt được cô ta, cho nên xử trí như thế nào thì đành nghe theo phán xử của tòa án chính phủ. Vâng, thưa Long Soái. Hai người chiến sĩ gật đầu, lập tức kéo Vũ Thành Mỹ rời đi. Không ngờ Vũ Thành Mỹ vùng vẫy kịch liệt, hét lên như điên. Lâm Thần Y, buông ta ra, thả ta ra, ta sẽ kể cho ngươi một bí mật, chuyện về Thủ tịch Thiên Kiêu, là bí mật của Thủ tịch Thiên Kiêu, hãy để ta đi.
Chờ đã. Phan Lâm nghe thấy lập tức ra lệnh, mọi người dừng lại. Lâm soái, đừng nghe lời vô nghĩa, cô ta chỉ muốn ngài thả cô ta ra mà thôi. Vạn Kính Long thấp giọng nói, cô ta đã như thế này rồi, cứ nghe trước đã. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Vũ Thành Mị thờ ơ nói, bí mật gì? Thủ tịch Thiên Kiêu tiên sinh, chủ thượng vẫn chưa chết. Vũ Thành Mị thốt lên, vô cùng lo lắng. Nghe đến đây, mọi người xung quanh đều bàng hoàng. Phan Lâm cũng sửng sốt, sau đó vô cảm lắc đầu nói, Vũ Thành Mị, ngươi đừng nói nhảm nữa, ta đã tận mắt nhìn thấy thi thể của thủ tịch Thiên Kiêu, hắn đã ngừng thở rồi, làm sao có thể không chết chứ? Cái gì? Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ngươi đã giết chủ thượng sao? Vũ Thành Mị nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mặc dù thủ tịch Thiên Kiêu không phải là do chính tay ta giết, nhưng hắn đã bị ta dồn đến bước đường cùng. Trong lúc tuyệt vọng, hắn lựa chọn tự bạo, muốn chết cùng với ta. Tuy nhiên, lại không giết được ta mà lại khiến cho hắn diệt vong. Ta đã tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ còn là giả được hay sao? Còn ngươi, ngươi không có mặt ở đó, ngươi có thể nhìn thấy cái gì chứ? Phan Lâm cau mày hỏi. Mặc dù ta không tận mắt chứng kiến trận chiến của các ngươi, nhưng kỳ thực khi hai người giao chiến thì ta đã tỉnh lại. Ta đã cố gắng hết sức để trốn khỏi Thánh Sơn. Dù sao ở lại thì cũng sẽ bị liên lụy, khó có thể toàn mạng. Cho nên sau khi trận chiến của các người kết thúc, ta đã cách xa Thánh Sơn mấy chục dặm. Chém giết trên núi ta đều không thấy, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta thậm chí không biết chủ thượng đã bị ngươi ép đến mức phải tự bạo. Vũ Thành Mị nói với giọng nghẹn ngào, đã vậy mà ngươi còn dám nói thủ tịch Thiên Kiêu chưa chết sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi, lý do rất đơn giản thôi. Vũ Thành Mị chỉ vào Hà Vân ở trên bầu trời vẫn chưa tản đi, thấp giọng nói tiếp. Hắn đến rồi. Hắn sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hà Vân nơi chân trời bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn là ai? Thánh quân, Diệp Viêm. Vũ Thành Mị trầm giọng nói. Cái gì? Phan Lâm giật mình sửng sốt. Hiển nhiên, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Vạn Kính Long và những người khác bên cạnh cũng thất kinh. Vạn Soái, người đã từng nghe qua cái tên này chưa? Chưa bao giờ. Thật sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi nhìn sang Vũ Thành Mị hỏi. Đó là ai? Thật không ngờ đường đường là Lâm Thần Y lại chưa từng nghe qua danh hiệu Thánh Quân Diệp Viêm. Như vậy xem ra, người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Vũ Thành Mị khịt mũi, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thánh quân Diệp Viêm là y võ số một thiên hạ, bạn thân của chủ thượng nhiều năm qua. Nếu hắn xuất hiện, chủ thượng nhất định sẽ không sao. Còn nếu như thật sự chủ thượng đã chết, thì ngươi cứ ở đó mà chờ đợi thánh quân đại nhân tới báo thù cho chủ thượng đi. Thật vậy sao? Vậy Hà Vân là bằng chứng cho thấy thánh quân Diệp Viêm đã đến hay sao? Phan Lâm cân nhắc suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên như đã nghĩ ra điều gì. Hắn thả mình nhảy lên, lao vào trong miệng hố, tìm kiếm thi thể của thủ tịch Thiên Kiêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 437 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.